đây là một ngôi trường nằm giữa thành phố có một ngôi trường gọi là đỉnh hy vọng nơi này tụ họp toàn học sinh kiệt xuất và giúp bọn họ phát triển hơn về khả năng của mình nơi đó có rất nhiều đặc quyền nhưng nam chính của chúng ta là makoto với khả năng hết sức bình thường lại được nhập học theo như thư mời thì cậu chỉ được chọn do quay số chúng có thể xem là do số đỏ và ngày đầu tiên cậu bước chân vào đây thì cậu đã nghĩ đây là lúc cuộc đời cậu thay đổi và không ngờ là nó thay đổi thật cậu sau đó thấy hoa mắt mà bất tỉnh và giây phút đó thì cuộc sống bình thường của cậu đã chính thức biến mất cậu không hề may mắn khi được chọn vào đây mà phải là siêu đen đủi cậu thức dậy ở một lớp học và nơi này đa phần đều bị khóa kín cậu đến một căn phòng lớn thì phát hiện có nhiều người khác cũng ở đây đây là liệt kê thanh niên tóc xù này là siêu thầy bói thanh niên đầu đinh này là siêu otaku thanh niên mắt đỏ này là siêu kỷ luật nhỏ tóc hai bím này là siêu người mẫu người nhỏ con này là siêu hacker nhỏ mặc đồ tây này là siêu cá độ thanh niên đầu gấu này thì siêu quái xế đến thanh niên mới trung học mà đã có dâu này thì là siêu bóng chày Cô bạn nhìn là biết ngay người tốt này là siêu bơi lội tên là A à ơi. Người đô con này thì là siêu võ sư, nói trước thì đây là con gái. Nhỏ mặc đồng phục này là siêu mọt sách, thanh niên đeo kính đây là siêu quản lý tên là Togami. Và cô gái sau cùng này là siêu hỏi chấm tên là Kyoko. Và Makoto thì vô tình gặp lại cô bạn cũ hồi cấp 2 là Sazaka, siêu idol. Họ đang bàn về việc tại sao lại ở đây mà không thấy động tĩnh gì thì một giọng nói tự xưng là hiệu trưởng vang lên và cho biết đây là nghi lễ khai giảng ai nấy đều thấy bình thường cho đến khi hiệu trưởng xuất hiện lại là một con gấu bông lồi rốn nó cho biết họ sẽ ăn ở ngay tại trường này còn bao lâu thì không thể nói trước nên nói chung là họ cứ ở đây đến hết đời ngân quỹ của trường khá lớn nên họ cứ thoải mái trường cũng đã được bịt kín niêm phong lại nên họ đừng mong được thoát khỏi đây hay là kêu cứu muốn rời khỏi đây thì họ phải giết ít nhất một mạng người ai nấy nghĩ nó nói đùa nhưng không nó không hề đùa tí nào cả đầu gấu muốn nó nghiêm túc vì giết người không phải chuyện mà dám đem ra nói ở đây nhưng nó thấy cậu ta phạm luật nên bắt đầu bíp bíp lên mấy tiếng kyoko đã bảo cậu ta ném con gấu đi và nó ngay lập tức phát nổ con gấu trở lại một lần nữa và đe dọa họ đừng có phạm luật nếu không muốn nó trừng phạt ai nấy không dám tin là sẽ phải giết người để thoát ra siêu quản lý togami cho rằng hẳn là sẽ không ai ngu ngốc đến mức tin vào mấy lời đó họ sau đó thử để siêu võ sư phá cửa nhưng chẳng ăn thua ai nấy đều được phát cho một cuốn sổ tay điện tử xem qua thì chẳng có manh mối gì về cách thoát khỏi đây nên Togami bảo là muốn đi một mình vì nghi ngờ đã có kẻ lên kế hoạch giết người đầu gấu chạy đến gây sự và Makoto đã muốn vào can ngăn để rồi bị đầu gấu đấm trong một cú bất tỉnh cậu tỉnh lại ở phòng và gặp lại Sazaka cô đã nhờ võ sư đưa cậu về đây cậu không ngờ một idol nổi tiếng như cô lại nhớ đến một kẻ vô danh như cậu ấy vậy mà cô vẫn nhớ Sazaka sau đó quyết định bản thân sẽ trở thành trợ lý cho Makoto để cùng cậu thoát khỏi đây cả hai sau đó ra gặp lại mọi người Đầu gấu đã xin lỗi Makoto nhưng cậu không tính toán vì tình thế này cũng hiếm người giữ được bình tĩnh. Họ sau đó quyết định bàn lại vài thứ vì dám chắc sẽ không ai dám ra tay ở nơi đông người này, họ quyết định chia sẻ những thứ họ khám phá được. Đầu tiên là cửa sắt không thể phá được, có cầu thang lên tầng 2 nhưng cũng bị cửa sắt khóa lại. Trong bếp thì đầy đủ thức ăn nhưng không biết đến bao giờ vì họ có đến 15 người, nhưng họ không phải lo vì thức ăn được đưa đến hàng ngày. Nói chung trước mắt là họ bị nhốt ở đây và không có lối thoát. Togami lại nhắc về vụ phải giết người để thoát khiến ai nấy đều bất bình siêu cá độ cho rằng họ nên tập thích nghi về việc sống ở đây và họ nên đặt ra một luật là cấm đi lại lung tung vào giờ ban đêm giờ đêm thì thường người ta sẽ phải sống trong lo sợ nhưng khi đặt ra luật này thì họ sẽ có thể sống yên ổn có điều đây không phải luật chính thức nên việc họ hợp tác sẽ là tùy ở họ hai ngày tiếp theo đó trôi qua một cách vô vị mà chẳng có gì xảy ra con gấu lúc này nhận thấy lý do sao giờ này chưa có chuyện gì xảy ra cơ bản là do họ chưa có động lực để thoát ra khỏi đây nó sau đó bảo họ đến phòng nghe nhìn và cho mỗi người một cái đĩa trong đó là động lực để họ thoát khỏi đây của Makoto là về gia đình cậu. Còn những người khác thì xem xong đều sợ hãi và tái cả mặt, Sasaki sau đó đã chạy đi trong hoảng loạn buộc Makoto phải đuổi theo. Cậu hứa sẽ giúp cô thoát khỏi đây khiến cô đã ôm lấy cậu mà khóc. Makoto sau đó về phòng và thấy phòng ai cũng có camera, trong phòng có dán lưu ý là nước sẽ bị cắt vào giờ đêm, phòng tắm của bên nữ thì sẽ có khóa và trong mỗi phòng đều có vật dụng có thể dùng làm vũ khí được nên họ muốn dùng sao thì tùy. Makoto định đi tắm cái thì thấy khóa cửa không mở được con gấu đã đi vào và cho cậu biết khóa phòng cậu bị lắp lệch chút nên phải kéo lên một tí mới mở được bao nhiêu phòng thì chỉ có phòng cậu dính nên cậu hẳn phải đen đủi lắm cậu sau đó gặp lại sazaka và cô thấy hơi bất an vì ban nãy có ai đó đã gõ cửa phòng cô nhưng khi mở thì không có ai cô muốn ở lại đây một đêm makoto nghĩ là cả hai sẽ ở chung một phòng nhưng cô chỉ nói là muốn đổi phòng với cậu cậu đành nhận lời và chỉ cô về cách mở cái khóa bất ổn trong phòng cậu cậu sau đó sang phòng makoto và ở lại đó một đêm cậu quyết phải trở thành chỗ dựa cho cô sáng hôm sau cậu tỉnh lại và đến họp mặt ở nơi tập trung tại đó vài người đã đến rất sớm sau đó thì có vài người đến sát giờ cuối cùng là những người phải cả tiếng mới mò mặt đến những vẫn còn togami và sazaka chưa đến vừa nói xong thì togami đã đến đây còn sazaka mãi chưa đến khiến makoto bất an cậu sau đó đã chạy vào phòng xem thử thì thấy nơi này đầy những vết chém và ẩu đả và trong phòng tắm là xác của sazaka đã chết cậu quá sốc mà bất tỉnh và khi tỉnh lại thì đã được đưa đến chỗ phòng thể chất mọi người đều tập hợp ở đây Cậu muốn chạy về thì họ khẳng định cho cậu biết Sazaka thật sự đã chết. Ai nấy đều tập hợp ở đây là do con gấu gọi đến. Makoto nghi ngờ chính con gấu đã sát hại Sazaka nhưng nó xuất hiện và cho biết nó không làm gì hết. Điều đó là trái với khóa học và luật nó đặt ra. Nên dám chắc là một trong số những người ở đây đã giết Sazaka. Ai nấy không tin lời nó nói nhưng điều đó là sự thật. Nhưng bỏ qua vụ ai là thủ phạm thì Togami cho rằng kẻ đó hẳn là đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Nhưng con gấu cho biết đấy chưa phải điều kiện duy nhất. Giờ nó mới nói ra về thứ hai, đó là hung thủ phải làm sao để không bị phát hiện thì mới thoát được một thời gian sau khi tội ác được gây ra thì họ sẽ vào lớp học xử án để tranh luận nếu kẻ thù ác bị tìm ra thì kẻ đó bị phạt còn kẻ thù ác thoát được thì toàn bộ họ sẽ chịu phạt và hình phạt chắc chắn sẽ là tử hình siêu người mẫu bất bình và không thích tham gia nhưng con gấu cho rằng họ muốn phá lệ thì bước qua sắc nó cô ta đã đạp lên mặt nó và nó đã quyết định phạt cô ta vì có ý định hành hung nó nhiều cọc nhọn đã xuất hiện và đâm chết cô ta ngay tại chỗ con gấu đã cho họ thấy nó hoàn toàn nghiêm túc nên họ liệu hồn mà tìm ra thủ phạm. Con gấu sau đó rời đi và về mặt tích cực thì ít nhất họ đã bớt đi một nghi phạm. Siêu cá độ muốn họ tập trung vào việc tìm ra thủ phạm. Thầy bói đột nhiên phát hiện sổ tay điện tử được cập nhật, thông tin về cái chết của Sazaka đã đăng lên đây. Sao được tìm ở phòng Makoto nên cậu là người bị nghi ngờ đầu tiên. Cậu nói ra việc đổi phòng một đêm thì họ lại bán tín bán nghi, nhưng giờ chưa thể kết tội được nên họ đành đi điều tra. Họ đã tìm ở phòng của Makoto nơi đã xảy ra vụ án. Phòng đốt rác và Kyoko đã phát hiện được Makoto nói thật về vụ đổi phòng. Makoto sau đó có phát hiện đĩa của Sazaka trong sọt rác nên đã lấy đi xem và biết việc ban nhạc của cô đã mất tích và tan rã. Lý do là gì thì phải tốt nghiệp mới biết được. Con gấu sau đó đã bắt đầu thấy chán nên gọi họ đến phòng xử án. Cậu đến tập hợp sau cùng khiến ai nấy đều nghi ngờ cậu là hung thủ. Thanh niên kỷ luật không muốn kết luận hấp tấp. Lúc đến tầng xử án thì Kyoko muốn cậu dáng mà chứng tỏ bản thân vô tội nếu không cậu sẽ chết trước khi kịp làm gì. Và thế là phiên xử án vì sự sống còn bắt đầu. Lúc vào trong, con gấu cố tình hỏi họ thấy sao về căn phòng này thì đầu gấu cho rằng căn phòng tẩm như y con gấu vậy. Họ thắc mắc về việc để hình của người đã chết trong này thì con gấu cho rằng dù họ đã chết thì cũng xứng được xem buổi xét xử. Nhưng vấn đề là tại sao lại có 16 vành móng ngựa trong khi chỉ có 15 người thì con gấu cho rằng nó chỉ làm cho chẵn số. Giờ thì buổi xét xử bắt đầu. Makoto nhận thấy thủ phạm có vẻ thật sự là một trong những người ở đây. Makoto biết bản thân không được phép sai lầm. Vì mạng sống của cậu lẫn mọi người ở đây, đầu tiên thì Kyoko muốn xác định hung khí. Ai nấy nhận thấy con dao bếp là hung khí ở hiện trường, điều đó có nghĩa là ai đi vào bếp đêm qua đều có thể là thủ phạm. Cô gái siêu bơi lội Aoi và siêu võ sư đều ở trong bếp tối qua để uống trà và tâm sự và thấy Makoto không hề ở trong bếp tối qua nên cậu vô tội. Một sách cho rằng cả hai có thể bao che nhau nhưng chỉ ai là thủ phạm thì mới được thoát nên có bao che cho nhau cũng chẳng được gì và người còn lại đi vào bếp đêm qua là Sadaka. Quả thật đêm qua là Sadaka đã vào bếp và một con dao cũng mất sau khi Sadaka rời đi. Nên có vẻ Sadaka lấy dao để tự vệ nên điều đó cũng có thể xem là Makoto chưa thoát khỏi diện tình nghi nhưng Kyoko có cách chứng minh Makoto vô tội vì ở phòng tắm nơi Sadaka bị giết thì tay nắm cửa đã bị cậy ra trong khi chỉ phòng của nữ mới có khóa phòng tắm còn phòng của nam phòng Makoto là ngoại lệ do khóa của cậu bị lệch và chỉ mình cậu biết cách mở nên thủ phạm đã không biết điều này mà cậy khóa ra nên chứng tỏ thủ phạm không biết việc Sadaka và Makoto đổi phòng tình thế càng ngày càng bí cách duy nhất mà hung thủ vào được phòng Sadaka là chỉ có được cô mở cho mà vào vì khóa cửa là loại không thể bị phá, Kyoko tìm được một mẩu giấy mà Sadaka gửi cho ai đó để gọi đến phòng. Và người đó đã đi nhầm vào phòng mà Makoto đã đổi với Sadaka, vì bảng tên ở trước cửa cũng đã bị đổi vào ngoài Makoto thì chỉ có mình Sadaka biết về việc này. Togami dám chắc là Sadaka đã lên kế hoạch giết người và cố tình đổi phòng nhằm khiến Makoto bị vu oan. Và đáng ra Sadaka đã xuân sẻ ở đây và tỏ ra ngây thơ nếu cô ta không tính đến việc bản thân sẽ bị kẻ ngốc mà bản thân gọi đến giết ngược lại. Makoto vẫn muốn bảo vệ cho Sadaka nhưng trước lý lẽ của Togami thì cậu không cãi được. Thanh niên siêu bóng chảy cho rằng giờ chẳng còn manh mối nào thì Makoto đã bác bỏ vì còn lời nhắn tuyệt mệnh của Sadaka để lại. Đó nhìn giống một dãy số nhưng Makoto suy nghĩ theo một hướng khác thì khi lật ngược lại, dãy số sẽ cho ra cái tên là Leon. Đồng thời đó cũng là tên của thanh niên bóng chảy kia, thanh niên này toát mồ hôi và cho rằng Makoto đang vu oan cậu ta. Nhưng Makoto đã nhờ thanh niên otaku này nói ra manh mối về màu áo bị cháy và quả cầu thủy tinh bị vỡ gần lò đốt rác. Thuật lại hiện trường, kẻ thủ ác sau khi sát hại Sadaka thì đã lấy chiếc áo dính máu để đem đến lò đốt tiêu hủy. Nhưng kích hoạt từ xa là không được nên kẻ đó đã cột quả cầu thủy tinh của thanh niên thầy bói và ném vào công tác rồi vứt áo vào trong lò để đốt. Người ném chuẩn đến vậy chỉ có siêu bóng chảy Leon, cậu ta không chịu nhận và vẫn biện hộ nên Makoto muốn cậu ta lấy bộ dụng cụ trong phòng cậu ta ra để chứng minh. Vì kẻ thủ ác thật sự đã dùng một bộ dụng cụ để cạy cửa phòng tắm. Nên nếu cậu ta không phải thủ phạm thì bộ dụng cụ chắc chắn sẽ còn mới, giờ bịa ra lý do gì thì cũng chẳng được nên Leon gần như hết đường chối cãi cậu ta sau đó bị kết án nhưng vẫn cho rằng bản thân là người bị hại và việc cậu ta làm chỉ là tự vệ nhưng nơi này có luật của riêng nó nên leon vẫn bị xem là có tội và bị con gấu lôi đi xét xử nó lôi leon đến một sân bóng và rồi trói lại rồi bắt đầu để một khẩu pháo bắn bóng sắt xả đạn vào leon bắn đến hết đạn thì cái mạng của leon cũng hết luôn dù vừa lấy mạng một người nhưng con gấu vẫn tỏ ra bình thường và bảo họ khôn hồn thì ở lại đây cả đời và đừng có sát hại nhau nữa còn makoto thì hẳn là cay lắm khi biết sadaka là kẻ phản bội Makoto cay thật nhưng Kyoko khuyên cậu nên dáng mà kìm chế nếu muốn trả thù cho Sadaka. Tối đó, Kyoko đã tìm đến để gặp Makoto. Cô cho Makoto biết Sadaka vào phút cuối có lẽ đã nghĩ đến Makoto và thấy có lỗi khi lừa dối cậu nên mới để lại lời nhắn để giúp cậu vượt qua. Cô tin cậu sẽ tự tin đứng lên sau cái chết của bạn bè và cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay và sẽ nhớ mãi những người đã ra đi đến khi thoát khỏi đây. Vì xử lý xong vụ án đầu tiên nên con gấu đã mở lối đi lên tầng 2 cho họ. Không ai ngờ được việc Sadaka lại là người mở đầu cho mọi thứ. Togami thì vẫn dở chứng và không thích hợp tác với mọi người. Lúc đi truy tìm ở tầng 2 này, họ phát hiện thấy có một bức thư gửi đến hiệu trưởng, trong đó cho biết ngôi trường sẽ phải đóng cửa một thời gian để tu sửa. Nhưng lúc họ mới đến đây thì không hề có dấu hiệu của việc nơi này đã bị đóng cửa. Hẳn là kẻ chủ mưu đã chiếm đóng nơi này và làm sân khấu cho vở kịch điên rồ của hắn. Togami còn tìm được một căn phòng chứa đầy sách để cậu ta giải trí trong lúc chờ trò chơi này tiếp diễn. Đầu gấu tức giận vì Togami dám xem những việc chết chóc này như trò chơi. Nhưng cậu ta không hề nói sai, Siêu cá cược cho rằng đây đích thị là một trò chơi nhưng cái giá là cả tính mạng. Cả bọn cãi nhau với Togami một hồi thì cậu ta bỏ đi và nói thẳng là sẽ không phí thời gian chơi trò bạn bè với họ. Mò sách cũng phản ứng với lời của Togami mà hoảng loạn rồi chạy đi nốt. Aoi đã rủ hội con gái đi bơi, lúc đến phòng thay đồ. Họ không mở được nên con gấu đã gọi đến và cho biết học sinh phải dùng cuốn sổ tay điện tử của mình thì mới có thể vào trong phòng thay đồ. Luật bất thành văn ở cái nơi này đó là nam thì vào phòng thay đồ nam, nữ thì vào phòng thay đồ nữ bất kỳ ai vi phạm sẽ bị cái khẩu sáu nòng ở trên đầu sấy đến chết. Và ngoài ra thì học sinh không được đổi sổ tay điện tử cho nhau để vào phòng thay đồ của người khác. Makoto sau đó thấy mọt sách đứng ngắm Togami từ xa. Cậu ta muốn nhỏ đi tắm dùng cái chứ bốc mùi vãi lìn ra, nhỏ đành bỏ ra ngoài và Makoto nhận ra nhỏ này cực kỳ mê trai khi nghĩ lời vừa rồi là lời quan tâm của Togami. Makoto sau đó đến căng tin thì gặp hai thanh niên là siêu kỷ luật và đầu gấu. Hai thanh niên này xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó quyết định thi đấu với nhau bằng cách xông hơi đến chết và nhờ Makoto làm trọng tài. Tuy chẳng rõ ai thắng ai thua, nhưng méo như bọn con gái, hai thanh niên đã chuyển từ thủ thành bạn chỉ sau đúng một đêm. Sau cái vụ đấy thì hai thanh niên này tự nhận nhau làm anh em chỉ cốt. Và rồi cái gì đến cũng lại đến con gấu lại giờ trò mất dậy, nó gọi tất cả đến phòng thể chất và vào thẳng vấn đề chính. Nó thất vọng vì hai ngày rồi chưa có án mạng, thế là nó mang đến một động lực khác cho các học sinh ở đây đó là những cái bí mật đáng xấu hổ nhất của họ. Nếu trong 24 giờ không có xảy ra án mạng thì nó sẽ phát tán tất cả những cái bí mật đáng xấu hổ đấy cho toàn thế giới biết. Trong trường hợp của Makoto thì cậu này vẫn còn tè dầm cho đến khi lên cấp 2. Ai nấy nghĩ là sẽ chẳng có ai đi giết người chỉ vì mấy cái bí mật này, nhưng Makoto không dám chắc vì cậu không muốn lạc quan quá mức. Ngày hôm sau Makoto nghe con gấu cho biết là đã có chuyện xảy ra. Cậu đến họp mặt với mọi người và cùng Togami đi đến phòng thay đồ. Cửa hai bên được mở để tiện cho việc điều tra. Và khi bước vào trong thì cả hai đã phát hiện ra siêu lập trình viên đã bị đóng trong phòng thay đồ nữ. Thời gian tử vong là 2 giờ sáng và chết do bị một vật đập mạnh vào đầu, hung khí hẳn là cái tạ này thứ đã cột nạn nhân lên là dây đèn ở thư viện và sổ tay điện tử của nạn nhân cũng đã biến mất ngoài ra võ sĩ nhận thấy vết cà phê đổ trên thảm tối qua thì đã biến mất và tấm poster của nữ người mẫu cũng là một thứ đáng lưu tâm siêu cá cực nhớ là đêm qua có thấy nạn nhân mang một túi sách đi qua đây togami đã nghi ngờ về một kẻ có tên là genocider đã giết nạn và cho rằng cái tên genocider đó là một trong những học sinh ở đây vì trong trường có cả tài liệu của cảnh sát về tên genocider đó Hắn luôn sát hại nạn nhân rồi viết lại một dòng chữ bằng máu của nạn nhân ở hiện trường và đóng nạn nhân lên trong tư thế thập tự. Aoi tìm đến và bảo là sách đã tự nhốt mình trong phòng và muốn gặp Togami. Đến gặp thì nhỏ cho biết bản thân sẽ không phụ lòng Togami mà sẽ kiểm soát không cho Genocider lộng hành. Con gấu sau đó đã gọi họ đến lớp xử án. Lúc đến đây, họ xác định việc siêu lập trình chết là bị một cái tạ đập vào đầu và hiện trường là ở phòng thay đồ nữ nên chỉ diện nữ là khả nghi. Nhưng Togami cho rằng tên sát nhân Genocider là thủ phạm vì kẻ đó luôn để lại chữ bằng máu nạn nhân và tư thế đóng cọc nạn nhân cũng là một bằng chứng để kết tội và người mang cái tên genocider đó được togami chỉ ra chính là mọt sách lý do làm sao cậu ta biết thì là do nhỏ tự khai ra nhỏ sau đó lăn ra bất tỉnh và rồi tỉnh lại với nhân cách thứ hai là siêu tội phạm cô ta bị tâm thần phân liệt hay nói trắng ra là đa nhân cách togami đổ hết tội lỗi của vụ lần này lên đầu cô ta nhưng cô ta bảo togami là một tên đần makoto cũng đã đứng ra bảo vệ cô ta vì hiện trường vụ án lần này khác với mọi lần cô ta gây án đầu tiên là nạn nhân bị đập bằng tạ vào đầu còn cô ta thì toàn giết người bằng kéo và đóng lên cũng bằng kéo nốt nhưng ở đây lại dùng dây điện và cô ta cũng chỉ nhắm vào con trai chứ không bao giờ đi giết con gái và nếu cô ta thích thì cô ta có thể xiên hết mọi người ở đây bằng kéo do cô ta lúc nào cũng thủ sẵn kéo trong người thế là makoto hướng sự nghi ngờ sang togami vì cậu ta đã từng đọc và biết qua cách thức gây án của genocider và lý do thứ hai cậu ta bị nghi ngờ là do sợi dây đã treo nạn nhân lên là dây đèn trong thư viện nơi mà togami suốt ngày rút vào để đọc sách giả sử là togami thì cậu ta vào phòng thay đồ nữa bằng cách nào thì makoto nhớ lại lời võ sĩ đã nói là vết cà phê cô làm đổ đã biến mất và bức hình nữa người mẫu lại ở trong phòng nữ thì có vẻ hung thủ đã giết nạn nhân ở phòng thay đồ nam rồi di chuyển hiện trường sang bên nữ để đánh lạc hướng và lý do nạn nhân vào được phòng thay đồ nam là vì nạn nhân thực ra là cháp nhưng togami cũng ngạc nhiên vì việc này nên makoto biết ngay togami không phải thủ phạm Togami thấy Makoto giải được đến vậy thì quyết định nói ra việc cậu ta thực ra đã tìm thấy xác của nạn nhân trong phòng thay đồ nữ từ trước và cố tình treo lên để cho người hung thủ thực sự. Quay lại cuộc tranh luận, cách để hung thủ vào được hai phòng thay đồ và dựa vào một lỗ hỏng của luật lệ, đó là con gấu không cấm việc sử dụng sổ tay điện tử của người đã chết. Có ba cuốn sổ điện tử của người đã chết nhưng cái của thanh niên bóng chảy đã hỏng nên hung thủ chỉ có thể là nam và tận dụng lại được sổ tay của hai cô gái đã chết. Makoto muốn nghĩ thêm manh mối thì nhớ ra việc nhỏ siêu cá cược ban nãy có nói nạn nhân mang theo một cái túi đồ thể dục đêm qua nhưng không ai tìm được cái túi ở hiện trường. Có thể nạn nhân đã gặp ai đó để chọn quần áo thể dục cùng màu. Và thủ phạm đột nhiên mở mồm khai ra việc chỉ cần tìm được ai có đồ thể dục màu xanh dương, trong khi ngay từ đầu chưa ai nói gì về việc đồ thể dục của nạn nhân là màu xanh. Thanh niên ban kỷ luật không tin người anh em trí cốt của mình lại chính là thủ phạm. Cậu ta muốn thanh niên đầu gấu giải thích rõ ràng nhưng Makoto quyết định thuật lại diễn biến vụ án. Rằng tối qua, cá độ đã thấy chap it mang theo đồ thể dục đến phòng thay đồ nam để gặp hung thủ người đó đã nhân lúc chap it không để ý mà cho nạn nhân một quả tạ vào đầu và rồi dùng sổ tay điện tử của hai cô gái đã chết và sang được phòng thay đồ nữ để xoay chuyển hiện trường đầu gấu không còn cách nào chối cãi nên đã đành thú nhận rằng chính bản thân là người đã giết chap it ai nấy bỏ phiếu là cậu ta có tội nhưng người anh em trí cốt của cậu ta thì vẫn muốn biết lý do con gấu quyết định đứng ra thay đầu gấu kể lại mọi việc cụ thể là về tiểu sử của chap it từ nhỏ Chap IT đã mặc cảm về sự yếu đuối của bản thân. Bị trở thành tâm điểm của việc bị bắt nạt đã khiến Chap IT quyết định trở thành con gái và trốn chạy khỏi hiện thực này. Đó chính là bí mật mà con gấu đã dùng để đe dọa Chap IT, nhưng chính bí mật đó đã khiến Chap IT sinh ra mong muốn được thay đổi bản thân. Và người Chap IT chọn để giúp đỡ việc thay đổi là đầu gấu, một đứa có thể xem là đàn ông đích thực. Con gấu sau đó cũng nói ra bí mật của đầu gấu cho họ nghe, cậu ta vốn là một sinh boy trong một băng đảng đua xe và vào cái ngày mà anh trai của thanh niên này quyết định nhường lại vị trí thủ lĩnh cho thằng em thì hai anh em nhà này đã đua xe với nhau nhưng với sự háo thắng của mình thì đầu gấu đã liều mạng mà tạt đầu ô tô nhưng rất may khi thanh niên này đã được anh trai mình cứu kịp thời tuy nhiên giữ được mạng thằng em thì thằng anh phải chết đây cũng là bí mật mà đầu gấu không muốn nói cho ai để rồi khi chap it gặp đầu gấu và nói rằng bản thân muốn trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua cái bí mật của mình thì đầu gấu lại cảm thấy ghen tị trước sự mạnh mẽ của chap it Thanh niên này đã bực mình và rồi vô tình kết liễu Chap IT lúc nào không hay, cậu ta đau khổ trước sự yếu đuối của bản thân. Kyoko biết được cậu ta đã phi tang cuốn sổ tay điện tử của Chap IT là vì không muốn ai biết được bí mật về giới tính của cậu ta. Cách cậu ta biết được phương pháp để tiêu hủy một cuốn sổ tay điện tử là từ lúc thanh niên này mặc nguyên bộ đồ vào phòng tắm hơi và khiến sổ tay điện tử của cậu ta bị hỏng. Nhưng con gấu muốn họ liên thuyên đủ rồi, đầu gấu sau đó đã bị tuyên án tử hình mặc cho mọi lời cầu xin từ thanh niên kỷ luật. Cậu ta bị cột vào một chiếc xe và bị con gấu lái xe ném vào một quả cầu sắt thanh niên sau đó đã bị ép cho trở thành một đồ ăn và bị con gấu nhâm nhi tiếng khóc của thanh niên kỷ luật đã một lần nữa đưa họ về lại hiện thực tàn khốc này đêm đó Aoi oi đã đi kiếm gì đó để ăn nhằm quên đi chuyện vừa xảy ra nhưng đêm đó cô đã thấy một thứ gì đó rất kinh dị vài ngày sau đó tầng 3 đã được mở cho để cả nhóm trải nghiệm dù mọi người đã trở lại bình thường nhưng riêng thanh niên kỷ luật thì có vẻ không ổn lắm sau khi chứng kiến cái chết của người anh em trí cốt đột nhiên con gấu gọi cả bọn đến và cho biết nó sẽ trả hai zeros aka 10 tỏi cho ai có thể tốt nghiệp ra được khỏi đây việc này là nhằm thêm động lực để đẩy nhanh tốc độ trò chơi họ đã hỏi thử xem có ai gặp vấn đề tiền bạc hay không thì chẳng ai dám trả lời aoi cũng chia sẻ việc tối qua cô đã gặp hồn ma của chap it trong này khiến ai nấy đều có vẻ lạnh gáy họ sau đó có phát hiện một chiếc laptop ở trong tủ và căn phòng này không hề có máy quay họ mở lên xem thì bất ngờ khi chap it đã sửa lại chiếc laptop hỏng này và còn lập trình được một ai có khả năng tự phát triển còn về lý do nó tồn tại là để giải đáp những bí mật có trong tòa nhà này giúp họ đây là một bước tiến lớn giúp họ tìm ra kế hoạch của con gấu là gì. Thanh niên kỷ luật đã hỏi AI có hận đầu gấu khi đã giết chủ nhân của nó hay không thì AI đã giả. Lập lại đầu gấu và đưa ra những để lời giúp tâm trạng của thanh niên kỷ luật phấn chấn trở lại. Thanh niên này sau đó đã thức tỉnh. Tóc của cậu ta biến lên màu trắng còn mắt thì hóa màu đỏ. Mùm thì lầm bẩm 1000 trừ 7 là bao nhiêu? Thực chất cái này tôi bịa đấy. Ít nhất là cậu ta đã bỏ đi được vẻ mặt như đưa đám kia, nhờ có AI được để lại nên họ đã có một tí hy vọng để trốn thoát khỏi đây. AI sau đó giải mã ra được một bức ảnh nữa rằng ba đứa con trai đã chết đều có vẻ là đã quen nhau từ trước. Ai nấy nhận thấy đây có vẻ là một bí mật bị con gấu giấu đi. Sáng hôm sau, Kyoko đã chất vấn việc thanh niên mập otaku đêm qua đã lẻn vào đây để gặp AI làm gì. Cậu ta chỉ là đến tìm người tâm sự vì AI vừa là nhân vật 2D và vừa sẵn sàng nghe những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu thanh niên này. Thanh niên kỷ luật sau đó cũng đi tắm ra và cho biết bản thân cũng muốn tâm sự với AI. Hai thanh niên này sinh mâu thuẫn vì ai cũng muốn có được AI làm của riêng. Kiyoko cho rằng AI là của chung và cấm đứa nào bén mảng đến đây mà không báo trước. Đến tối hôm đó, thầy bói tìm đến phòng Makoto và giả bộ rủ cậu đi tắm nhưng thực chất là để bí mật gọi cậu đến điểm hẹn. Lúc vào phòng để AI thì tất cả ngỡ ngàng khi tia hy vọng của họ đã mất tích. Hai thanh niên muốn độc chiếm AI đã đổ lỗi cho đứa còn lại nhưng Kiyoko đã dặn AI phải phát âm thanh lớn nếu hai thanh niên này dám mò đến một mình. Togami cho rằng một trong số họ có thể là gián điệp do chính con gấu củ lình cài vào. Sáng hôm sau có khá ít người đến tập trung nên cả nhóm Makoto chia nhau ra tìm. Aoi phát hiện siêu cá cược ở trên tầng 3 đang bất tỉnh nên cả bọn chạy lên và cô cho biết bản thân bị đánh bất ngờ bởi một thứ gọi là cây búa công lý số 1. Họ sau đó đi tìm thì thấy mập Otaku cũng bị tấn công bởi một cây búa công lý số 2. Chiếc máy ảnh gần đó chụp lại việc cậu ta bị một con robot đánh. Họ quyết định đưa mập đến phòng y tế và chia ra để quay tên thủ phạm. Cả nhóm gặp được Togami và Mọt Sách nên cùng họ đi tìm nốt. Họ sau đó lại nghe siêu cá cược la lên nên để mập lại phòng y tế và chạy lên xem thử. Cô nói bản thân lại bị kẻ thủ ác tấn công và hắn đã chạy đi mất. Đột nhiên họ lại nghe tiếng của Mập la lên nên Togami và Makoto đã chia ra hai cánh để đi lùa thủ phạm theo hướng mà cá cược chỉ vào một cánh thì đi xem mập như nào. Lúc quay lại phòng y tế thì nhóm Makoto phát hiện cậu ta đã chết và gần đó là búa công lý số 3. Cá cược đã bảo Makoto đi tìm Togami, cậu chạy đến phòng nghiên cứu vật lý thì phát hiện thanh niên kỷ luật cũng đã bị sát hại và hung khí là búa công lý số 4. Makoto báo cho Togami biết việc mập đã hẹo thì đột nhiên siêu cá cược chạy lên thông báo có chuyện đã xảy ra lúc họ quay lại thì cái xác của mập đã mất tích lúc hai cô gái ra ngoài rửa mặt họ nhớ ra màu sách vẫn đang ngất trên kia nên chạy lên tìm thử thì xác của kỷ luật cũng đã bay màu hiện tại thì có kyoko và thầy bói là hai người không thấy mặt đâu nhưng kyoko ở cùng nhóm makoto khi vụ án xảy ra và vì luật chỉ cho giết tối đa hai người một lần nên họ cần đi tìm cái xác cả hội chia ra đi tìm xác của hai người đã chết và siêu cá cược lại tìm được cả hai cái xác và mập may mắn vẫn còn thoi thóp cậu ta làm nhảm mấy câu rồi nói ra tên của thầy bói cả bọn vẫn chưa thể bỏ qua việc Kiyoko mất tích nãy giờ nên cứ đi điều tra và tìm người một lúc rồi tính. Makoto vô tình gặp lại Kiyoko và cô muốn tập hợp tất cả lại. Cô đã tìm thấy được bộ trang phục robot mà kẻ thủ ác đã mặc để gây án. Trong đó chính là thanh niên thầy bói. Cậu ta nói bản thân được ai đó gửi giấy muốn gặp, nhưng khi đến gặp thì bị đánh thuốc mê và rồi bị nhốt vào bộ đồ robot ngu học này. Mẩu giấy cậu ta đã làm mất nên chưa thể chứng minh bản thân vô tội. Cậu ta chẳng thể gây án vì bộ đồ này quá khó để di chuyển. Makoto đã giúp cậu ta gỡ ra còn Kyoko lại bị đặt vào diện tình nghi. Kyoko sau đó đã đến chỗ hai cái xác để bắt đầu điều tra. Và có hai chi tiết làm cô để ý, họ sau đó đã bị đưa đến phiên tòa để bắt đầu suy luận. Khi vừa đến thì ai nấy đều quy tội cho thầy bói do mập đã chỉ điểm cậu ta và cậu ta còn chẳng có bằng chứng ngoại phạm. Siêu cá cực còn tìm thấy bản thiết kế bộ đồ ngu học đó trong phòng thầy bói nên đây là bằng chứng quy tội cậu ta. Makoto cho rằng cậu ta vô tội vì chữ của cậu ta lúc viết giấy đến cho cậu và chữ trên bản thiết kế là khác nhau. Đồng thời kẻ chủ mưu thực sự đã đẩy xác của thanh niên kỷ luật đến nhà kho đó bằng một chiếc xe đẩy tìm thấy gần đó, vì vết bánh xe dính máu vẫn còn in trên sàn gần đó. Và với bộ đồ này thì chẳng ai có thể đẩy nổi được xe từ tầng 1 lên tầng 3 cả. Kiyoko bị quy tội thì cô cho rằng chẳng ai có thể kéo được xác của mập lên tầng 3 cả, cô cho rằng chính mập đã tự đi lên đó vì cậu ta có thể chưa chết. Siêu cá cược cho rằng tin báo tử đã thông báo khi họ tìm thấy xác của mập nhưng cùng lúc đó thì Togami cũng tìm được xác của thanh niên kỷ luật. Siêu cá cược cho rằng con gấu có thể chỉ lười mà thông báo một lần nhưng nó có bao nhiêu thì sẽ thông báo bấy nhiêu. Có thể mập chính là hung thủ hại chết kỷ luật vì cậu ta có máu ở kính lúc mới được tìm thấy ở phòng y tế nhưng khi ở tầng 3 thì kính lại rất sạch. Vậy nên có thể mập đã lấy một túi máu từ phòng y tế và tự đổ lên đầu để ngụy tạo. Nhưng cũng kỳ lạ khi mập có thể đi từ tầng 1 lên tầng 3 mà không bị ai phát hiện. Và lại Kyoko còn tìm được mẩu giấy mà mập nhận được từ kẻ chủ mưu ở trong quần lót của mập. Ừ đúng là Kyoko đã cho tay vào trong quần nhỏ của mập để tìm ra thứ này. Sau khi sắp xếp lại vấn đề thì có vẻ thanh niên kỷ luật đã bị giết đầu tiên và sau đó mới đến lúc họ phát hiện siêu cá cược bị cây búa công lý số 1 đập cho bị thương. Có thể số ở trên cây búa chỉ là để đánh lạc hướng và mập sau khi di chuyển xác của thanh niên kỷ luật đến nhà kho đó thì đã bị kẻ chủ mưu đứng sau thủ tiêu. Vì cậu và Kyoko tìm được một cây búa vừa được rửa sạch gần đó nên có thể xem đó là cây búa thứ năm. Và sau khi sắp xếp lại thì họ nhận ra mập chỉ là tòng phạm và bị một kẻ thứ ba lợi dụng. Con gấu không muốn họ lôi thôi kéo dài thời gian nên muốn cả bọn nhanh đi đến kết luận rằng ai là kẻ đã lợi dụng thanh niên mập và loại bỏ cậu ta khi đã hết giá trị lợi dụng mọi chuyện vẫn đi vào ngõ cụt và chẳng có manh mối gì giúp ích đột nhiên makoto cố nhớ lại thì nhận ra một điểm bất thường ở siêu cá cược nên muốn cô ta nói lại lời đã nói lúc mới tìm thấy mập ở phòng y tế cô ta đã nói là họ nếu không tìm ra được thủ phạm thì sẽ chịu kết cục như họ nhưng lúc đó chưa có ai cho cô ta biết về việc thanh niên kỷ luật đã chết và việc makoto không nhớ nhầm thì lời vừa rồi đã tố giác cô ta Cô ta ban đầu chưa chịu nhận vì cho rằng Mập đã khai ra tên của thầy bói nên Makoto cho rằng họ vẫn chưa biết được tên thật của cô ta. Cô ta nói ra cái tên đậm chất châu Âu của mình nhưng cậu biết đó là tên giả và yêu cầu cô ta đưa sổ tay điện tử ra đối chấp. Biết bản thân đã thua, cô ta từ lâu đã không còn nghe được việc bản thân đã thua nên muốn con gấu đưa ra phán quyết. Con gấu cho biết cô ta đúng là chủ mưu. Và tên thật của cô ta là giống với tên của thanh niên thầy bói. Cô ta thú nhận là bản thân đã trộm AI rồi vu khống nó cho kỷ luật để kích động mập và dụ cậu ta tham gia. Cô ta đã luôn mong muốn có được cho bản thân một lâu đài với rất nhiều soái ca phục vụ, nhưng giờ ước mơ xem như mất. Dù sắp đối diện với cái chết nhưng cô ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cô ta chấp nhận thua cuộc và lén giao một thứ lại cho Kyoko và chấp nhận bản án. Cô ta bị đem ra thiêu sống và rồi bị cả xe cứu hỏa đâm vào. Còn thứ Kyoko nhận được là chìa khóa nơi cô ta giấu AI, Kyoko và Makoto quyết định sẽ cùng đặt lòng tin vào nhau. Kyoko cho Makoto biết cô đã phát hiện ra một căn phòng bí mật ở tầng 2 và chỉ cậu đến đó nơi đó nằm bên trong một nhà vệ sinh và cậu chỉ cần đẩy cửa là vào được cậu vào đây và tìm được một tủ sách chứa bí mật về học viện này nhưng vừa tìm đến và định xem thử thì cậu bị một kẻ bí ẩn đánh ngất lúc tỉnh dậy thì toàn bộ tài liệu đã bị lấy đi cậu xuống phòng thể chất thì nghe thấy tiếng đập và lén xem thử thì thấy võ sư và con gấu đang đứng sừng sững ở kia thứ cậu đã nhìn thấy là võ sĩ đang gây lộn với con gấu cô quyết định không nhắm mắt làm ngơ nữa mà quyết định sẽ đối đầu với con gấu đến cùng nhưng nó cho biết là nó vẫn đang giữ những người quan trọng với võ sĩ Makoto nhận ra võ sĩ chính là kẻ phản bội. Sáng hôm sau, tầng 4 của học viện được mở khóa. Tầng này chẳng có gì thú vị ngoài một phòng nhạc, một phòng chứa thuốc và còn có hai phòng chẳng thể mở ra để sử dụng là phòng xử lý thông tin và phòng hiệu trưởng. Kiyoko đã hỏi Makoto về vụ hôm qua thì cậu kể lại việc bản thân bị đánh, cô biết cậu đang giấu cô điều gì đó. Cậu chưa chắc việc võ sĩ có phải gián điệp hay không nên đã giấu cô khiến cô tức giận mà cho rằng cậu vẫn chưa hề tin tưởng cô. Lúc họp lại, thanh niên thầy bói muốn nhờ võ sĩ phá cửa nhưng con gấu nghe được và đặt luôn cái luật cấm phá hoại cho chắc nên cả bọn lại đến tìm ai nó đã điều tra được vụ việc này đích thị là do hiệu trưởng của trường chứ không phải kẻ nào đã chiếm trường chính hiệu trưởng cũ vì muốn lập nên một môi trường học tập để giam học sinh suốt đời sau một biến cố mang tên là nỗi thất vọng lớn nhất và xấu xa nhất trong lịch sử loài người vì nó mà học viện đóng cửa và gây ra biến cố này kiyoko quyết định sẽ tự đi tìm lão hiệu trưởng ai cũng tìm ra một bức hình về ba người đã chết nữa ở trong dữ liệu nhìn có vẻ như họ đều quen nhau trước đây hiệu trưởng lại gọi tất cả đến và cho biết trong số họ có nội gián và người đó không ai khác ngoài võ sĩ muốn xử lý ra sao tùy họ võ sĩ không chối cãi nhưng makoto cho rằng cô bị ép buộc bị nó đang giữ con tin để uy hiếp cô nhận thấy makoto đã nghe hết thì cô cũng chẳng giấu làm gì cô bị gài vào đây để nhằm kích động mọi người nếu không ai chịu ra tay giết người nhưng đến nay cô vẫn chưa làm gì nhiều và quyết định sẽ chống lại nó togami và aoi đã xảy ra bất đồng với nhau một người muốn bảo vệ võ sĩ còn một người thì nghi ngờ Aoi bỏ về phòng còn Togami bị xem là kẻ thích chơi đùa với cảm xúc người khác. Sáng hôm sau, Aoi bị nhân cách sát nhân của mọt sách làm hại khi đang tranh cãi về võ sĩ nên được Makoto đưa đi chữa. Võ sĩ đã nghe tin và thề sẽ không tha cho con ả à đáng ghét kia. Nhưng cả bọn đã ngăn lại nên cô mới nghe theo để cho cả bọn yên tâm. Kyoko có thông báo đến Makoto về việc AI gọi cả hai đến. AI bảo là muốn cùng chiến đấu với cả nhóm nên cần được đưa đến nơi nào đó có cổng kết nối. Cả hai nhớ ra căn phòng bí mật lần đó có nơi để cắm dây kết nối vào nên đã sắp xếp để đưa AI vào đó. Makoto đã nhanh chóng đưa AI đến đó để kết nối và hứa sẽ cùng AI và mọi người thoát ra. Sáng hôm sau, Aoi phát hiện võ sĩ ngồi bất động trong phòng nghỉ nên Makoto đã đến phá cửa và vào xem thử thì phát hiện cô đã chết. Aoi đã đi thông báo với mọi người còn Kyoko và Makoto đã bắt đầu điều tra. Theo quan sát thì nạn nhân bị đánh hai phát vào đầu, miệng thì thổ huyết, trên giày có một loại bột lạ màu vàng. Cửa thì bị chặn từ bên trong, một điểm nữa là có vài cái chai hình con gấu trong này một trong số những quyển tạp chí ở đây bị đặt ngược và một vết máu cạnh giá để mớ tạp chí đó và cuối cùng là một cái chai hình con gấu bị vỡ dưới đất aoi đã đưa ba người còn lại đến đây và chắc chắn một trong ba là thủ phạm vì chính võ sĩ đã hẹn cả ba đến đây Kyoko còn tìm được mớ bột vàng với dấu giày trên đó cả bọn đã thu thập đủ và đến phiên tòa về việc cả ba được hẹn gặp thì togami đã không tới mò sách vì sợ nên đến sớm để trốn trong tủ và thấy thầy bói đến sau đó cậu ta cũng rén nên đã lấy một cái chai táng vào đầu võ sĩ makoto cho biết võ sĩ bị đánh hai đòn nên mọt sách đổ hết tội lên đầu thầy bói nhưng cậu ta thú nhận là bản thân có đánh vì sợ nhưng chỉ là một phát togami muốn biết cô ta đã làm gì sau khi thầy bói rời đi cô ta không nhớ vì lúc đó thấy võ sĩ nên sợ quá mà ngất đi nên đành lôi nhân cách kia ra trả lời thay nhân cách sát nhân đã trả lời là lúc đó cô ta tỉnh dậy thì thấy võ sĩ mà sợ quá nên đã giáng đòn thứ hai vào đầu võ sĩ nhưng Aoi muốn quy tội luôn và yêu cầu con gấu ra phán quyết Makoto thấy Aoi có vẻ vội vã hơn mọi người cậu thấy không ổn vì nếu võ sĩ chết ngay lúc bị táng thì tại sao lại ngồi chết trên ghế trong khi vị trí cô bị đánh theo lời ả sát nhân là ở gần sạp báo togami cũng nhớ là nơi họ có tìm thấy vết máu và chai vỡ togami có tìm được một thứ là ở phòng lưu trữ thuốc có ba ngăn chia ra cho ba loại thuốc từ nguy hiểm đến không nguy hiểm và bằng cách nào đó lại một chai ngoài nhãn là thuốc độc nhưng cậu ta lại dám đưa lên miệng nốc khiến ai cũng giật mình cậu ta sau đó đưa cho kyoko xem và cô cho biết đây chỉ là bột dinh dưỡng gần hiện trường cũng có một cốc bột này nên hẳn là ai đó đã trộn thuốc độc và bột dinh dưỡng lại và cho võ sĩ uống nên mới xảy ra việc chết vì thổ huyết ở phòng thuốc cũng có bột vàng gì đó bị đổ và có vết dày trên ấy. có vẻ thủ phạm đã khá vội nên mới làm đổ thuốc lên đó giờ togami muốn lấy vết dày ra đối chiếu nhưng aoi đã tự nhận vết dày là của cô cô nhận tội khiến ai nấy đều sốc và togami cho rằng việc cô làm bạn với võ sĩ là cách để cô tạo dựng lòng tin và khi cô đưa cốc thuốc độc đến thì võ sĩ sẽ chẳng nghi ngờ gì nhưng makoto vẫn thấy lạ vì nếu thật sự Aoi đã đầu độc võ sĩ thì sau khi giết võ sĩ và rời đi vậy thì ai là người đã chặn cửa? Kiyoko tìm thấy mảnh kính vỡ ở trong chai thuốc độc mà Togami cầm đến nên hẳn là đã có ai đó đánh cháo chai này thành cốc bột kia ở hiện trường. Còn nữa vết bột trên chân võ sĩ chính là do cô tự làm đổ thuốc ở phòng chứa nên có thể giải thích hợp lý rằng cô là người đã tự tự tìm đến cái chết thay vì bị mưu sát. Makoto đã dựng lại như sau, võ sĩ đã cố gọi ba người kia đến để làm hòa thì lại bị táng vào đầu vô cớ nên khi Aoi đến thì võ sĩ mới nhờ cô đi lấy giúp ít bột dinh dưỡng. Nhưng khi đến nơi thì cô thấy vết thuốc độc bị rơi trên sàn. Aoi đã nhận ra vấn đề và khi quay lại thì võ sĩ đã chết và chặn cửa lại. Còn về lý do Aoi bao che là vì cô đã đọc được ý nguyện của võ sĩ và biết võ sĩ đã rất uất ức nên mới tự tìm đến cái chết. Thế nên Aoi mới tự nhận để họ đoán sai và lôi cả bọn chết chung. Con gấu sau đó đã tuyên bố võ sĩ chết là do tự tìm đến cái chết để hòa giải mối bất đồng giữa mọi người và không có ai là thủ phạm lần này. Thế nhưng sau vụ này vẫn có người phải trả giá và đó chính là chiếc máy tính AI. Con gấu mấy dạy đã biết đến sự tồn tại của AI và chiếc máy tính đã bị đập nát. Từ đầu nó đã biết nhưng vẫn cố giả bộ. Aoi sau đó đã xin lỗi vì đã định kéo họ đi chết chung, nhưng không ai trách móc cô. Tối đó, Kyoko đã hẹn Makoto đến căn phòng bị khóa ở tầng 4, nhưng cả hai bị con gấu phát hiện và đuổi về. Kyoko đã cho Makoto biết về học viên thứ 16 đang lần trốn đâu đó trong học viện, kẻ đó mang biệt danh là siêu tuyệt vọng. Cả hội sau đó tiếp tục được lên tầng 5 và qua báo cáo thì nơi này gồm có một nhà kính với một cái cây to tổ bố nhưng chẳng có tác dụng gì, một chuồng gà năm con, một mớ dụng cụ trong kho và một phòng học dường như đã xảy ra một vụ thảm sát. Hẳn cái nỗi thất vọng lớn nhất và xấu xa nhất lịch sử loài người mà AI nhắc đến là điều đã xảy ra trong căn phòng đó. Kyoko quyết định tự mình đi điều tra phòng học đó, nhưng Togami muốn biết cô là ai và tại sao cô luôn thích hành động một mình. Nhiều vụ án liên tiếp gần đây cô luôn tách ra một mình để điều tra thay vì đi chung. Cô lấy lý do là bản thân mất trí nhớ nhưng cậu ta không tin và đòi lấy chìa khóa phòng của cô để hạn chế việc di chuyển của cô. Cô thẳng thắn đưa chìa khóa cho cậu ta và quyết định mặc kệ mà tiếp tục hành động một mình. Mò sách thú nhận là bản thân có tìm được một con dao của quân đội khi khám xét tầng này. Togami đã lấy con dao và không cho thầy bói và Aoi cầm. Thế nên cả bọn quyết định cho Makoto cầm vì cậu hiện là người chưa hề gián tiếp nhúng tay đến vụ án nào. Con gấu sau đó đã tức giận gọi cả hội đến phòng thể dục để gặp mặt. Lúc đến gặp, nó cho biết bản thân bị mất cắp và một chiếc camera còn bị phá hỏng mất. Do Kiyoko không ở đây nên mọi tình nghi đều dồn vào cô. Con gấu sau đó quay về và Togami thấy việc liều lĩnh này hẳn là chỉ có Kiyoko mới dám làm. Lúc trở về phòng, Kiyoko đã hẹn gặp cậu ở phòng thay đồ và cho biết cô tìm được một chiếc chìa khóa được con gấu xem như là kho báu. Võ sĩ đã giúp cô mở được cánh cửa của phòng hiệu trưởng đang bị khóa này và nhờ đó cô đã trộm được chìa khóa quan trọng của con gấu. Cũng từ đây cô điều tra được danh tính của học viên thứ 16. Cô nghi ngờ chính học viên số 16 này là người đứng sau giật dây chứ không phải là hiệu trưởng của trường này, nhưng chưa thể tìm được nhiều nên cô muốn Makoto đánh lạc hướng con gấu giúp để cô tiếp tục điều tra. Dù biết việc này khá mạo hiểm nhưng giờ không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Và thế là Makoto đã gọi con gấu ra và câu giờ để Kiyoko tranh thủ đột nhập vào nhằm tìm ra nơi sử dụng chiếc chìa khóa này. Cậu cố hỏi con gấu về thứ kho báu mà nó bị mất là gì thì nó đã bảo đấy là bí mật. Cậu cố bày chuyện ra để nói nhưng chỉ câu được vài phút vì không muốn nó nghi ngờ cậu chỉ hy vọng kyoko đã tìm được thứ cô cần đêm đó đang ngủ thì makoto thấy tên đeo mặt nạ lần trước đã định lấy dao tấn công cậu nhưng một lúc sau thì kyoko đến và muốn nói gì đó cậu chẳng thể nghe được gì sáng hôm sau cậu kiểm tra lại ngăn tủ thì con dao đã biến mất cậu đã đi tìm mọi người thì họ đều đang tập trung ở phòng thể chất và đang cậy con gấu ra togami cho biết cậu ta tìm được con gấu đã bất động nên mới gọi cả bọn đến cậy ra xem thế nào hẳn là kẻ điều khiển con gấu đã xảy ra chuyện gì đó họ sau đó kéo nhau đến phòng hiệu trưởng và ra lệnh cho mọt sách đi lấy quốc về phá cửa nhưng khi cô ta quay lại là với nhân cách kia và cho biết là tìm được một cái xác họ đến xem thử thì là xác của tên bịt mặt và hẳn đây là nữ cô ta chết do bị con dao kia đâm chết Sát nhân chạy lại lột mặt nạ thì cái xác đột nhiên bốc cháy họ nghĩ đây là xác kyoko nên makoto đã nói ra việc có học viên thứ 16 tồn tại a oi giờ nhớ ra việc phòng xử án có đến 16 chỗ đứng và tay của cái xác này có một hình xăm gì đó Họ tìm được chìa khóa ở tay của cái xác và Togami biết nó dùng để làm gì. Cậu ta đã đến mở căn phòng xanh bị khóa và trong này chính là nơi giám sát các camera. Con gấu xuất hiện và cho biết nó đã cố tình để họ phát hiện ra thứ này. Vì nó muốn phát trực tiếp mọi thứ trong này truyền hình sự thật này lên toàn quốc. Nó gọi chương trình mà nó dự định làm là sâu diễn tuyệt vọng nhất thế giới. Aoi cho rằng cảnh sát sẽ để ý đến thứ này nhưng nó cho biết họ sẽ chỉ xem đây là một sâu truyền hình nên đừng mơ có người đến cứu. Nó muốn tất cả tiếp tục vụ án và điều tra về cái chết của học viên số 16 kia. Kyoko đã quay trở lại và cô đã xác nhận về sự tồn tại của học viên đó và cô cũng đã điều tra được thêm nhiều thứ nhờ chiếc chìa khóa này. Họ sau đó đã đi điều tra và rồi đến tòa án để bắt đầu xử. Makoto đã hỏi cô đã đi đâu từ hôm qua giờ thì cô cho biết là đi điều tra ở tầng 2 và vì chìa khóa này. Có thể mở được mọi ổ khóa nên cô muốn trước mắt phải tập trung đấu với con gấu trước rồi xử lý sau, vừa bắt đầu phiên xử án. Togami phán luôn là Kyoko là thủ phạm vì 10 giờ đêm qua cậu ta và thầy bói ở vườn thì không thấy cái xác và cái xác chỉ được phát hiện vào 9 giờ sáng nay nhưng từ đêm qua cậu ta đã phát hiện ra con gấu bị hỏng nên đã cùng hai người còn lại ngồi cậy để khám phá bên trong nên họ là ngoại phạm hệ thống tưới nước của vườn là từ bảy rưỡi sáng nhưng cái xác không ướt nên thời gian gây án là từ bảy rưỡi đến chín giờ và trước bảy rưỡi thì họ đã ở cùng makoto và người duy nhất không ai gặp là kyoko nhưng kyoko cho biết cô tìm được một tấm bạt nhựa ở gần đó nên có thể hung thủ đã phủ tấm bạt lên để che cái xác nên nó mới không ướt chứng tỏ thời gian gây án vẫn phải là từ 10 giờ đêm qua ngoài ra con dao là đổ giả và máu đấy là từ việc một con gà đã biến mất bôi lên cái chết thực sự là do mớ mũi tên dính máu mà họ tìm được. Hung thủ đã dùng băng dính bó cả cuộn tên lại và đập mạnh vào đầu nạn nhân. Mọi sự nghi ngờ vẫn đổ lên đầu Kyoko vì Togami tìm được thẻ trên tủ đồ ở trường bắn trong phòng Kyoko. Nhưng cô cho biết bản thân không có chìa khóa vì Togami đã giữ nó. Kyoko khó có thể cãi nhưng cô bắt buộc phải sống để nói ra hết bí mật. Và thế là cô đổ lỗi cho Makoto vì cậu là người tìm được thẻ của tủ đồ nên cũng có thể cậu đã ngụy tạo nhằm vu khống cho cô. Makoto thấy Kyoko đang vu khống cho cậu nhưng cậu tin là cô có kế hoạch nên chọn tin cô. Cậu sau đó cho rằng vụ án lần này rất lạ vì con gấu không hề cho họ thông tin đầy đủ về nạn nhân như mấy lần trước. Con gấu đếch quan tâm lời cậu nói và rồi cậu đã bị kết tội và đem ra xử án. Cậu bị bắt ngồi vào bàn và dần bị băng truyền đưa đến một cái máy dập. Cậu toát mồ hôi và sắp đối diện với cái chết. Nhưng đúng lúc cậu sắp máy dập thì màn hình lại xuất hiện hình ảnh của AI tưởng chừng đã bay màu. Nó đã cứu cậu khỏi máy dập và để Makoto rơi xuống phía dưới. Ai nấy đều sốc khi thấy Makoto vừa được cứu thoát một phen nhưng con gấu mặc kệ vì makoto có thể sẽ chết từ từ dưới kia do dưới kia là một hầm rác thải nhưng dù bị rơi xuống dưới kia thì makoto vẫn không từ bỏ không tìm được gì bỏ bụng nên cậu quyết định ngủ một giấc để giữ sức đêm đó kyoko đã liều mình xuống đây để đưa đồ ăn cho cậu cô cho biết đáng ra cậu là người đã chết vì đêm đó kẻ chủ mưu đã định giết cậu để đổ lỗi cho cô nhưng kẻ đeo mặt nạ đã bị cô ngăn chặn nên hắn đã lấy một cái xác khác để ngụy tạo một loạt sự kiện nhằm dồn cô vào đường cùng đáng ra cô đã bị dồn vào chỗ chết nhưng nhờ makoto sen vào nên cậu cũng đã trở thành mục tiêu mà con gấu cần loại bỏ nên nó mới xử lý cậu trước tiên việc hắn phải tự ra tay chứng tỏ hắn cũng đã ở thế bí cô sau đó đã mở cửa cho cả hai leo lên cô nói bản thân đã nhớ ra bản thân là ai trước khi vào đây cô từng là một siêu thám tử và cô vào đây để tìm hiệu trưởng và cũng là người bố đã bỏ cô đi từ lâu cả hai đã leo lên và đến được phòng đốt rác cả hai đã đến gặp con gấu rồi quyết định thách đấu với ông ta con gấu cho rằng Makoto đã bị tuyên án nên cậu sẽ tiếp tục bị xử tử nhưng Kyoko cho rằng khán giả của ông ta sẽ thấy thế nào khi ông ta lạm quyền để tuyên án một cách thiếu công bằng như vậy. Kyoko muốn mở lại vụ án của học viên 16 và nếu họ thắng thì con gấu nói là sẽ thả tất cả đi còn thua thì họ sẽ đồng loạt cùng chịu phạt. Makoto đã quay lại gặp mọi người và thông báo về vụ án họ sắp đối mặt. Con gấu gọi đến và cho họ biết ở trường chỉ có duy nhất 16 học viên ngoài ra là không còn ai khác nên tự lo mà tìm thủ phạm. Ngoài ra toàn bộ phòng cũng sẽ được mở khóa họ đã quay lại khu nhà bị khóa ở tầng 2 và phát hiện có một dãy phòng học đã bị tàn phá và một văn phòng hình như là của hiệu trưởng lúc còn dạy trong này có một máy tính và một tệp tin bị khóa lại cậu dùng thử tên của kyoko và nó có tác dụng một mật thất được mở ra cậu tìm thấy một hộp quà và trong đó là một bộ xương cô dám chắc đó là bố cô vì như ai từng nói thì bố cô hẳn là vẫn còn trong trường nhưng con gấu cho biết chỉ có 16 người từ lúc bắt đầu nên hẳn là bố cô đã chết trước đó họ còn tìm thấy điện thoại và một chiếc thẻ nhớ sau khi mở ra xem thì trong đó có một đoạn phim và tất cả học viên đều đã từng gặp hiệu trưởng trước khi bị đưa vào đây. Và họ cũng đã chấp nhận rủi ro phải sống ở đây cả đời. Nhưng không ai nhớ nên hẳn là đã bị xóa ký ức. Chưa xem hết thì con gấu đã phá đi, Kyoko sau đó đã xin ở một mình. Togami phát hiện thông tin về học viên 16 ở trong tủ tài liệu và được con gấu gửi đến một manh mối. Makoto đến tủ sách và mở được hai cái tủ. Một cái có vẻ như là của thầy bói và cái còn lại là của Kyoko. Cậu sau đó tìm đến nhà xác thì thấy một sách gục đây nên gọi dậy. Cô ta sau đó lại đi tìm Togami và cậu nhận thấy tại sao nơi lại có đến 9 cái xác. Tất cả sau đó đều nhận được một bức ảnh về toàn bộ học viên trong cuộc chơi và ai nấy đều sốc khi thấy nó. Cả bọn sau đó đã được đưa đến toàn án và ai nấy đều lôi ảnh ra đối chấp vì trong này rõ là ảnh giả vì chẳng ai có ký ức gì về những sự kiện trong này. Nhưng Makoto cho rằng có thể họ đã bị xóa ký ức vì cậu tìm được sổ tay của Kyoko về kế hoạch biến nơi này thì nơi định cư lâu dài cho học viên. Cả đoạn phim mà hiệu trưởng để lại cũng là một cái đáng lưu tâm. Vì vậy nếu mấy bằng chứng này là thật thì lập luận mà cậu đã đưa ra là chính xác. Con gấu thừa nhận luôn là họ đều đã bị cướp đi ký ức. Nhưng cứ quay lại vấn đề chính, ai là người đã giết hại 16, Makoto cho rằng nó đã quá rõ. Con gấu cho rằng cậu hẳn đã thấy 10 cái xác trong phòng đông lạnh nên thủ phạm là một trong 6 người ở đây. Nhưng cậu cho biết chỉ có 9 buồng là hoạt động, nên một người đã bị thiếu, và người thiếu là cái xác của tóc hai đuôi, người đã bị xiên chết từ đầu phim. Và cái xác họ tìm thấy cũng có những lỗ bị xiên chết trên người, nên chứng tỏ tóc hai đuôi từ đâu đã chính là số 16 mà họ không hề hay biết. Vì tên đã cố ám sát cậu không hề có hình xăm của lính biệt kích trên tay mà cái xác lại có. Nó đổ lỗi cho Kyoko vì cô đeo găng tay nhưng cô đã cho họ thấy bản thân đeo là vì bị bỏng nặng lúc mới vào nghề. Makoto cho biết kẻ chủ mưu thực sự là người đã tráo đổi tên của tóc hai đuôi. Nói dễ hiểu thì con gấu đã gán tên của chính nó cho tóc hai đuôi cho nên trong hình ảnh và đoạn phim nó đã cố hủy đi để họ không thể biết được tên thật của tóc hai đuôi là gì. Và người mang cái tên mà tóc hai đuôi sử dụng chính là kẻ đang điều khiển con gấu này và cũng chính là số 16 thật sự, cô ta biết bản thân đã bại lộ nên cũng lộ mặt thật chính là tóc hai đuôi. Cô ta và kẻ đã chết là hai chị em sinh đôi và họ đã đổi vai cho nhau từ đầu đến cuối. Cô ta đã giết chị mình để có thể tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo nhằm che giấu thân phận đến bây giờ. Tất cả muốn biết lý do cho lớp học này là gì thì cô ta đã cho họ xem đoạn phim về thảm họa chết chóc mà họ tìm được. Do chỉ có một sách bị xóa ký ức nên họ đã gọi nhân cách kia ra và cô ta cho họ biết rằng sự kiện trên tivi kia là có thật và nó đã xảy ra vào thời gian trước đây. Tập đoàn của Togami cũng theo đó mà phá sản. Sự thật là họ đã theo học nơi này đến 2 năm và có ký ức vui vẻ ở trong hình đó. Nhưng vì bị xóa ký ức nên họ mới hiểu nhầm và nghĩ là bản thân mới học có vài tuần. Năm đầu tiên họ học thì đều yên bình cho đến năm 2 thì biến cô xảy ra. Học viên trong trường cũng dần bị sát hại, cho nên học viện này đã biến thành nơi của những hy vọng còn sót lại trên thế giới. Nói cách khác đây là một trung cư cao cấp cho họ sinh sống. Hiệu trưởng đã giúp họ có cuộc sống này mà không biết có hai mầm bệnh đã trà trộn vào đây. Makoto không tin vì chưa hề có bằng chứng nhưng cô ta muốn tất cả bỏ phiếu và cho biết hai kết cục như sau. Nếu bình chọn loại bỏ cô ta thì họ sẽ bị tống khỏi căn chung cư này và phải tự bươn trải ngoài thế giới đã tuyệt vọng với đầy khí độc kia. Hoặc là thí Makoto và họ sẽ được ở lại đây sống yên ổn cả đời. Nhưng cậu cho rằng cô ta đã nhầm và bắt đầu dùng chiến thuật thông não và động viên tất cả không được đầu hàng trước sự tuyệt vọng. Và dù ngoài kia có tan hoang đến đâu thì họ sẽ xây dựng lại từ đầu. Vì những người đã chết đều đã gửi gắm hy vọng lại cho họ. Hy vọng của Makoto đã chiến thắng nhưng cô ta dù biết bản thân đã thua nhưng lại cực kỳ khoái vì cô ta đã tự chuẩn bị hình phạt cho bản thân và cảm giác tuyệt vọng này khiến cô ta thấy thích thú. cô ta sau đó đã tự chịu toàn bộ hình phạt đã xảy ra trước đây và chết. cả nhóm sau đó đã có thể tự tin đến trưởng cổng để bắt đầu quay lại với thế giới và dù có tuyệt vọng ra sao thì họ đã sẵn sàng cùng nhau gầy dựng lại hy vọng cho nó. bộ phim đến đây cũng là kết thúc.